Đây là phòng của bà Thanh Anh Quốc. Hôm nay là cái phân đoạn cuối cùng trong cái căn phòng này. Đó, một căn phòng trên phim rất là đẹp, rất là đáng yêu đúng không mọi người? Nhưng mà tụi tôi phải quay một số những cái cảnh mà giả đêm giống như bây giờ. Vì bây giờ trời đang mát, làm như trời thương đó, chứ còn có những hôm nắng khủng khiếp. Trời ơi, buổi trưa quay. Bộ cô thiếu ngủ lắm hả cô? Cái này là quá trang. Bà sắp chết rồi. À, không, cái này chưa có phát bây giờ. Thở chân. Một cái phòng như thế này á, khoảng mấy chục con người. Lúc mà bắt đầu mọi người đang chuẩn bị ánh sáng, máy quay rồi. Trời ơi, mọi thứ. Tình bối cảnh là ngoài này là phòng khách. Xíu nữa mình ra mình coi cái phòng khách. Hôm nay hai đứa tôi quay xong là off bối cảnh này luôn. Tôi còn đây. Vậy hả? Cảnh của anh Trung thêm tôi diễn với mấy. À, với cái áo dài đúng không? À, áo dài. Tám trăm năm tôi với ông Châu đóng vợ chồng lại, tụi hồi lôi vũ tới giờ. Hồi lôi vũ ông đóng lũ bí. Lũ bí tôi bà Thị Bình á. Bà nó cũng đặng. Là sợ vợ. Sợ mà. Lũ bí cũng yêu cũng... Nó yêu lắm. Sợ bà Thị Bình mà yêu bà Thị Bình. Quả trải qua 30 năm sau đóng Thị Thanh. 32. Thị Thanh mà. Ủa? Cái 88 luôn rồi. Cái kia là 88. Đúng. 34 năm hả? 34 năm đó. Lâu lắm đó. 35 năm. Đó, 35 năm đó tụi quay lại. Lúc mình được tụi mình đóng cái đó tụi mình mới có 22 tuổi. Đúng rồi, tôi 22 đó Châu. Tụi 22 luôn. Ờ đúng rồi, hai đứa tôi bằng tuổi. Tôi quên mất. Đó, bây giờ là ông Quốc cũng sợ bà Thị Thanh. Sợ vợ gì đó. Đúng. Là bà tên Thanh rồi không biết bà họ gì. Thực ra là hụt cái tôi với ông là rất nhiều những cái dự án mà đóng vợ chồng đó. Xong cái ông đóng chồng ai đâu cũng có cả nếp gạo tẻ thôi. Gạo nếp gạo tẻ quay 30 tập đầu là mình quay cho đã đời rồi. Có sự cố công việc này cái nọ nên tôi không nhận, mới anh Mai Quỳnh mới đóng, anh Mai Quỳnh mới đóng chồng. Nhưng mà cái vai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ tôi không thích bằng vai bên này, vai Quốc hay không? Cái vai bên đó là không có sợ vợ, sợ mẹ. Sợ mẹ ăn hiếp vợ, vợ sợ ổng. Ông thầy giáo mà. Ủa xong chưa? Đợi là em á. À đây. Xin lỗi. Mùa thứ ba rồi mọi người. Cây khế này là mùa thứ ba rồi. Đây là phần của Trà My. Đây là phần của Trà My. Đó. Tôi làm tóc mà. Đây là phòng khách. Phòng khách. Đi đi vòng qua đây đi, coi cái bếp à. Đây là phòng của Kiên Cường. Phòng của Văn Minh. Toilet. Đó, gian nhà còn đẹp. Ở trong cái căn nhà này, cái khoảng sân là khoảng đẹp nhất. Để mọi người từ từ đi theo cái sân thôi. Cái bàn huyền thoại này, ăn tiệc ngoài ở ở ngoài trời này. Đây. Quay phim huyền thoại nè. Hello. Có đạo diễn huyền thoại nè. Đây, cái đường vô bếp này, bếp đẹp lắm. Bếp dễ thương lắm. Đó, cái bếp. Chuồng cọp. Chuồng cọp. Đây nè, đây mới đẹp nè. Xin mời giờ camera đi từ chỗ kia, quay từ đây đi ra tới cái đoạn kia, sau đó là sẽ đó. Đây. Đó. Bây giờ mọi người thấy rõ ràng nha. Ở đây á là cô ra nha, cô ra bối cảnh rất là xinh xắn đẹp đẽ đúng không mọi người? Nhưng đem con cái này vô cái. Nhưng một cơn mưa ập tới là mọi người sẽ thấy là
khi một cơn mưa ập tới là mọi người sẽ biết chỗ này á là một cái ao để nuôi cá sấu được luôn. Do đó là bên đầu tư đã làm sẵn cái cầu bằng đá, đó là những khi có đi qua cầu đá, phong cảnh rất là đẹp luôn. Còn bây giờ đây mọi người dịch vụ chỗ mà kiên cường dông rất mà ai ngồi nhậu nè, đáng yêu dễ sợ đó. À, con đường đi ra quán chỗ thanh hàng với kim trường núp lùm đó. Ê, mọi người ơi đó, ra đến đây là sông nước này. Sông nước nè, dần ra đây là quán nhà bà Thanh chỗ đáng yêu dễ sợ chưa. Quán bà Thanh chỗ này là chỗ Trọng Khang với Trà My hay ngồi đây để tâm sự đấy, chỗ này đấy. Lúc nào buồn mà đi ra chỗ đó ngồi để mà thấy được cái cuộc đời này nó bế tắc đối với mình đó. Đây là đường phố đó, khung cảnh Minh Tuấn Hằng Xanh có mặt khắp nơi đó. Minh Tuấn Hằng Xanh có mặt khắp nơi đó. Còn bây giờ là chúng ta sẽ đi từ cái đường này, từ cái đường này chúng ta luồn vào cái nơi tập kết của những viên. Cái đây là cái ngôi nhà mà gọi là 2 năm chờ ở đây thành ra quen luôn. Vô chỗ tập kết những gì mất hết hóa trang. Anh trai kim cường của tôi hôm nay là 2 đợt con hết dài quá ha. Hôm nay hết bối cảnh ở đây được. Hết luôn. Hết luôn. Buồn quá. Tự nhiên nói chi cái tâm trạng quá. Đây là con gái Thanh Hằng. Dâu, dâu. Dâu ơi. Dâu, đây mẹ. Đó, con dâu nha. Con dâu Thanh Hằng. Hôm nay con xã người làm tóc giả dối mọi người. Tóc cũng đen thùi à. Mà bây giờ cái bộ phận make up phải làm quá trời. Làm từng sợ, từng sợ. Bữa nay là cái cảnh quay cuối cùng ở cái bối cảnh chính này đó mọi người. Ngày mai thì chúng tôi còn một ngày ở trên hồ trạm nữa là tới khi à mong rằng bộ phim này sẽ làm vừa lòng quý vị khán giả. Mặt bà Thanh bây giờ rất ghê, nhìn ghê lắm, phải sắp đi mà. Đây là những tập những cái phân đoạn của bối cảnh của tập 79-80 rồi, thành ra là mặt mũi bà thấy ghê lắm. Giai đoạn cuối á mọi người. À, chào mọi người nha. Yeah.